Nhận định: soi kèo Man United với Watford 3 giờ ngày 10 tháng 1 giải Cúp FA Anh. Dự đoán, phân tích tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất, cập nhật thông tin trước trận đấu. Tỷ lệ kèo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chỉ cách đây ít ngày, Man United đã có 90 phút thảm bại khi để thua đại kình địch Man City tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Chi tiết, Quỷ đỏ đã để thua đối thủ với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà. Với trận thua kể trên, Man United đã để thua cả 4 trận đấu bán kết cúp dưới thời huấn luyện viên Solskjaer. Đêm nay, Man United tiếp tục có một trận đấu tại mặt trận cúp, đụng độ Watford tại vòng 3 Cúp FA Anh. Khách quan, đây là trận đấu dễ dàng khi đối thủ Watford chỉ là đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất Anh và khôn tiếp. Cũng cần lưu ý, trước khi để thua Man City, Quỷ đỏ đang duy trì được phong độ ổn định với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp. Ngược lại, Watford không phải đội bóng có phong độ đáng tin khi thua 2 trong số 3 trận vừa rồi tại giải hạng nhất Anh. Không chỉ thua kém về phong độ, thành tích đối đầu cũng chỉ ra Watford là đội bóng sẽ dừng bước. Cụ thể, Bay Ong Bắc Cầy thua tới 11 trong số 13 trận đối đầu kể từ năm 2006. Soi tỷ lệ kèo châu Á, trên sân nhà Old Trafford, MU là đội bóng đáng tin đối với các nhà đầu tư. Cụ thể, họ chỉ thua kèo đúng 1 trận, hòa 1 và thắng kèo 3 lần ở 5 trận sân nhà mới đây. Bên kia sân, Watford khiến nhiều người hâm mộ chỉ thắng kèo 1, hòa 1 và thua 2 kèo ở 4 trận vừa rồi. Chọn MU. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, ở lần đối đầu gần nhất, MU dễ dàng đánh bại Watford với tỷ số 3-0. Nhìn rộng hơn, 9 trong số 13 trận đối đầu vừa rồi giữa MU và Watford kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi mỗi trận. Chọn tài. We'll be right back.